Rồi xin chào anh em nhé. Thì hôm nay review cho anh em cái vít chỉnh của máy cưa xăng. Thì máy cưa xăng hiện tại là cái vít chỉnh này là của dòng Ryobi. Tất cả các dòng Ryobi sử dụng vít chỉnh này để anh em chỉnh gió với chỉnh xăng nhé. Tiếp theo là của dòng Ojito, Ryobi và Homelit là ba dòng sử dụng vít chỉnh này. Thì anh em quan tâm đến cần đến vít chỉnh cho máy cưa xăng thì có thể liên hệ em. Đó. Đối với vít chỉnh này thì những anh em nào mà đang bán máy của Ryobi, Ojito và Homelit thì anh em có thể mua về tặng cho khách hoặc là anh em mua về để chỉnh sửa. Đó. Vít này vít chuẩn luôn nha anh em. Kim loại một cái là anh em sử dụng mãi luôn á. Nói chung là một cái này nếu mà thợ sử dụng là sử dụng mãi luôn á. Tại nó làm thép cứng, không có bị mòn này kia. Đó, để chỉnh gió, chỉnh xăng. Anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ em. Rồi, cảm ơn anh em. Rồi, tiếp theo là có ba cục pin đóng adapter đây. Nói chung chắc chưa chết đâu. Cái này ship đi cho khách mà sao nó nằm đây. Thì thành ra là ba cục này này. Xả cho anh em này. Đó, đây có cục sạc Ojito nữa này. Cũng không biết làm gì đâu này. Xả cho anh em này. Rồi chổi trà của máy hút bụi này, anh em nào cần thì liên hệ này. Đó, xả rác, rác bữa nay rất là nhiều về. Cho nên là đang gom lại để xả đây. Rồi, ok nha anh em. Rồi dây hút bụi của thằng đây là dây hút bụi của thằng Ryobi 1800W. Thì anh em nào cần 1250W chứ. Thì anh em nào cần thì liên hệ nhá. Rồi súng bét của Ryobi đủ kiểu. Bữa nay xả hàng rác không à. Nói chung đợt này rác khá là nhiều. Đó, thì anh em nào quan tâm thì liên hệ em nhé. Sạc đều quát thì có 2-3 cái sạc hư. Rồi, cảm ơn anh em.